Vâng, thì chúng ta đã đặt chân được đến ngôi trường tại 250 Trần Hưng Đạo, quận 1. Thì mời các bạn cùng đội ngũ kỹ thuật viên của công ty âm thanh DX Audio lắp đặt và bàn giao hệ thống âm thanh sự kiện cho ngôi trường này. Thì với hệ thống sân khấu các bạn có thể nhìn thấy là khoảng tầm 60m2. Thì chúng tôi tư vấn sử dụng hệ thống loa array. Thì các bạn có thể theo dõi đây là loa array đôi thương hiệu Motivity, sử dụng 2 bát 2 năm. Thì chúng tôi sẽ tư vấn trong hệ thống của sân trường này sử dụng là 4 loa, trên đều ra là mỗi bên là 2 loa, và dưới là sẽ có một súp kép 50 và một hệ thống loa monitor trên sân khấu. Thì toàn bộ những dòng sản phẩm của công ty chúng tôi đều là những dòng sản phẩm nhập khẩu tại thị trường Việt Nam cho những cái chất lượng rất là cao. Và lát nữa khi chúng tôi sẽ lắp đặt hoàn thiện hệ thống 2 vế đầy đủ và sẽ tuning hệ thống, sau đó các bạn sẽ cảm nhận được những cái chất lượng tuyệt vời của cái hệ thống âm thanh trường học này. Vâng, thì đây là anh em công ty đang set up hệ thống. Do điều kiện cũng đang ảnh hưởng của bão cũng rất là không thuận lợi nên là mọi thứ đã phải chùm ni lông lại. Rất may là cấu hình rất là hiệu quả và gọn nhẹ nên là các bạn có thể xử lý trong những cái tình huống mưa cũng rất là nhanh gọn. As the years went by, life on planet Earth started to evolve. Equilibrium had to be restored. And only one man was the chosen one. His enlightened beats and spiritual sounds brought back peace. Now, he is here to show you his way of madness. Please welcome tình duyên trái ngang còn chưa chan khó.
mộng nhân gian, ai đã theo người bỏ lại mình tôi, dần trăng xé đôi tình lẻ.